sữa cỏ có người gọi nó là quả bom cho sức khỏe của người tiêu dùng thưa các bạn vì sao vậy trung quốc nói là họ sẽ là người thống lĩnh thị trường phân phối vào cái mùa cao điểm những ngày lễ cuối năm nay thành ra là amazon bây giờ đang phải ngồi bóp tráng suy nghĩ chiến thuật cạnh tranh sắp tới đây như thế nào hậu bất ly câu là một trong năm trăm ngàn ngôi làng ở trên khắp đất nước trung quốc mà được người ta gọi là làng văn minh của quốc gia nếu ai là trí thức quay trở lại làng làm việc thì sẽ được làng trả lại đủ cái chi phí anh học đây là năm phút chuyện thị trường và tôi là nhà báo kim hạnh hiện nay ở trên thị trường có một cái tín hiệu đáng vui mừng là cái sự phát triển tương đối ổn và đều của các cái thương hiệu sữa của việt nam nó không phải là lạc quan theo cái kiểu là chúng ta cứ nói mãi là hàng việt đang phát triển không đây là những cái có đo lường thì mọi người đều nhìn nhận rằng các công ty sữa việt nam của chúng ta đang phát triển khá là ổn và mỗi một cái công ty đều đi vào những cái ngách những cái dòng sản phẩm của cái đối tượng khách hàng mục tiêu của mình. Ví dụ như là Vinamilk, TH True Milk, Nutifood, Vita Dairy thì đó là những cái thương hiệu sữa Việt Nam hiện nay đang đứng khá là vững ở trên thị trường. Một cái tên mới mà tôi vừa mới nghe được từ thị trường sữa, họ gọi là sữa cỏ. Cái chữ cỏ ở đây thì nó cũng làm cho chúng ta liên tưởng tới nấm, tức là nó nhiều lắm cái loại sữa này có thể chiếm tới 20% cái dung lượng của thị trường sữa hiện nay và có người gọi nó là quả bom cho sức khỏe của người tiêu dùng. Thưa các bạn, vì sao vậy? Cách người ta sản xuất nó như thế này, tức là người ta xin một cái giấy phép đăng ký kinh doanh chỉ độ chừng 2 tuần là có thể xin được cái giấy phép này. Sau đó họ nhập cái bột sữa từ cái nước láng giềng, sản xuất rất là nhiều và chất lượng cũng như cái độ an toàn thì nó có khi được, có khi không. Và người ta nhập về như vậy xong người ta pha loãng theo một cái tỷ lệ nào đó và người ta bán với một cái giá chỉ bằng 50% cái giá bán của các cái công ty sữa Việt Nam hiện nay. Các bạn biết là trong cái tình hình là người tiêu dùng người ta gặp khó lắm về cái khả năng mua hàng thì người ta sẽ chọn cái loại sữa mà có cái giá tương đối rẻ này và đằng sau cái giá rẻ đó thật sự là những cái bài toán về an toàn trước mắt và lâu dài cho trẻ cũng như là cho ba má hay là ông bà của mình đó là nó không có cái gì bảo đảm hết một số những cái cuộc khảo sát ở những cái khu công nghiệp mà nhiều người công nhân của chúng ta đang làm việc như là ở đồng nai ở bình dương ở bắc ninh ở hải phòng ở bắc giang chẳng hạn thì đời sống của người ta đó là hiện nay là khá là khó khăn vì cái điều kiện tăng ca nó không được nhiều nữa và có khi phải giảm cái giờ lao động thành ra nó giảm thu nhập. Những cái người thợ này người ta có khi không có điều kiện để cho con mình tiếp tục uống sữa, nó phải uống nước gạo, nước cháo để pha với đường hoặc là nó sẽ uống cái sữa cỏ này. Và chúng tôi thấy trong một cái tình hình mà chất lượng nó không có đảm bảo và đặc biệt là cái sự an toàn đó là nó khá là bấp bênh đó thì cái vai trò của bộ y tế trong cái chuyện kiểm soát cái chất lượng của những cái sản phẩm này là một cái dấu hỏi lớn người tiêu dùng người ta đặt ra ai sẽ kiểm soát chất lượng của cái loại sản phẩm đặc biệt này nó không thể coi như là tập như là viết như là cái tách cái ly mà nó là thứ người ta ăn vào ở trong miệng và đặc biệt là nó dùng cho trẻ con cũng như cho người già. Cho nên chúng ta thấy trước một cái hiện tượng là sữa cỏ này là nó đặt ra cái vấn đề mà cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Y tế rất là cần phải quan tâm. Chúng tôi xin được dừng cái câu chuyện về sữa cỏ ở đây. câu chuyện của chúng ta hôm nay là về amazon và cái chiến lược cạnh tranh trong cái mùa mua sắm cao điểm noel và tết năm nay cách đây không lâu tôi có nói về cuộc chạy đua giữa hai cái thương hiệu tên là sen và temu một bên là nói là gốc của họ là singapore một bên là ở từ hoa kỳ nhưng mà cuối cùng cái cuộc tranh tụng nó cũng cho thấy là cả hai đều là thương hiệu hàng giá rẻ của trung quốc amazon từ lâu là một nhà phân phối có thể nói là lớn nhất nhì ở trên thị trường hoa kỳ tuy nhiên càng ngày cái vị thế của sen và temu càng được người tiêu dùng Hoa Kỳ quan tâm hơn, họ chọn các cái sản phẩm này trong một cái bối cảnh là họ phải thắt chặt chi tiêu và thật sự là họ cũng không có đòi hỏi là phải giao hàng ngay tức thì. Thành ra là Amazon bây giờ đang phải ngồi bóp trán suy nghĩ coi là tiếp tục giữ cái phương thức cạnh tranh của mình hay là phải nghĩ tới phân phối nhiều hơn hàng giá rẻ nghĩ tới free ship và tất cả những cái giải pháp mà sen với lại timu đang làm ở trên thị trường chúng ta biết rằng hiện nay trong cái bối cảnh mà thị trường của toàn cầu cũng đang suy giảm và mỗi một người tiêu dùng ở tất cả các châu lục đều phải tính toán từng đồng từng cắt thì trung quốc đang nỗ lực hết sức để đẩy mạnh một cái chiến lược cạnh tranh là xuất khẩu hàng hóa giá rẻ của mình thông qua sàn thương mại điện tử và mong muốn là mình sẽ chi phối tất cả sàn thương mại điện tử ở trên thế giới thậm chí báo chí trung quốc hiện nay có nói là họ muốn rằng họ sẽ là người thống lĩnh thị trường phân phối vào cái mùa cao điểm những ngày lễ cuối năm nay người ta cho rằng là cho tới nay amazon có tính toán ở bên trong hậu trường hay không thì không rõ nhưng mà ở ngoài mặt tiền sân khấu thì họ vẫn chưa có thể hiện là họ sẽ phải có những thay đổi về chiến thuật cạnh tranh như thế nào tham vọng của các cái nhà phân phối của trung quốc thì đã rõ rồi nhất là trong cái tình hình mà sự tiện lợi của amazon lại được đặt lên bàn cân so với lại cái giá rẻ so với lại cái phí vận chuyển rất là thấp hay là bằng không và hàng hóa thì người ta tiêu dùng trong một thời gian nào đó thôi người ta cũng không cần nó quá bền vì vậy cho nên hiện nay tất cả những người mà đang gửi hàng phân phối ở trên sàn amazon cũng đều đang dõi theo là cái chiến lược cạnh tranh và chiến thuật cạnh tranh sắp tới đây của amazon như thế nào trong khi sen và temu tuy là họ có cái uh, tranh chấp với nhau nhưng mà cái phương thức chính yếu của họ vẫn đang ngày càng được người tiêu dùng hoa kỳ quan tâm hơn và thật ra cạnh tranh về giá chúng ta thường hay gọi đó là một cạnh tranh để đua nhau xuống tới đáy nhưng mà bây giờ thì người ta còn ít tiền quá cho nên là cuộc đua nó có tới đáy đi nữa thì đó cũng vẫn là một con đường hấp dẫn người ta trong cái quá trình mua sắm hàng hóa nhất là sắp sửa vào những cái mùa cao điểm như là noel tết dương lịch và ở những cái nước châu á lại còn có cái tết âm lịch chúng ta thử dõi theo coi là amazon liệu có thay đổi ngay trong cái mùa mua sắm năm nay hay không và nếu không thì sang năm sang năm nữa họ có giữ vững được chiến lược cạnh tranh như là hiện nay hay là họ sẽ phải có những cái tính toán trước cái phương thức xuất khẩu hàng giá rẻ thông qua cái sàn thương mại điện tử của trung quốc Câu chuyện tiếp theo của chúng ta là tên của cái làng quê này. Nếu mà chúng ta phiên dịch ra tiếng Latin tinh thì nó là Hubaliku. Còn nếu mà chúng ta dịch hẳn nó ra tiếng Việt Nam á, thì nó là Hậu Bất Ly Câu. Nó là một cái làng cổ đã có từ cách đây một ngàn năm rồi. Và nó ở tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc. Đây là một trong 500.000 ngàn ngôi làng ở trên khắp đất nước Trung Quốc mà được người ta gọi là làng văn minh của quốc gia. Văn minh của quốc gia là một cái tiêu chuẩn cũng lạ. Nó đã được xây dựng và cuộc sống ở đây đang diễn ra như thế nào. Cái làng này nó ở cách Bắc Kinh là 600 km về phía Nam và nó chỉ có 30.000 dân thôi. Nhưng mà nó thu hút được 600 người trí thức có tài và có tâm về làm việc. Ở đây người ta xây dựng một cái đời sống hiện đại tiên tiến như là các cái hoạt động về công nghiệp, rồi dịch vụ, các siêu thị và nó có làm cả drone nữa các bạn. Tức là một cái làng mà cái khoảng cách từ công nghiệp thô sơ lên cho tới cái công nghệ hiện đại đó là nó đều có và cái giải của nó khá là rộng. Làng này do một tập đoàn tên là Tân Kỳ điều khiển cái cuộc sống kinh tế ở đây với lại một cái kết quả mà rất đáng để chúng ta tham khảo là cái lợi nhuận mà nó làm ra đó các bạn 70% á thì nó đem nó chia lại cho phúc lợi của người dân làng. Còn ba 30% thì nó đưa vào một cái quỹ để phát triển bản thân cái làng này và những cái chế độ đó là người ta gọi rằng đây là một cái làng mà nó tổ chức một đời sống văn hóa hiếu thuận tôi rất là thích cái chữ hiếu thuận mà nó tổ chức ở đây nó khá là gần gũi với lại những cái cách sống của người nông dân của mình ở nông thôn tức là như thế này nếu ai là trí thức đi học đại học về quay trở lại làng làm việc thì sẽ được làng trả lại đủ cái chi phí anh học ở 4 năm đại học. Chúng ta phân biệt một chút, thay vì là cấp học bổng cho anh đi học 4 năm đại học, anh có thể học được hay không thì tôi trả lại chi phí anh đã theo học sau khi anh hoàn thành và anh quay trở lại làng làm việc. Còn nếu như anh về anh làm việc ở làng mà trên 2 năm thì người ta sẽ cấp xe ô tô cho anh, hay là nếu như anh muốn thuê nhà anh ở tại làng thì anh sẽ được giảm 50% và điều này là tôi chú ý hơn nè, lương của tất cả những cái người cán bộ nhân viên đi làm việc ở tại chỗ đó, đó thì bao giờ người ta cũng đi kèm với lại cái phúc lợi mà người ta cấp cho người cha hay người mẹ của cái người cán bộ nhân viên đó. Ở Trung Quốc hiện nay á, là cái tỷ lệ thất nghiệp nó lên tới 21,6%. Tuy nhiên, ở cái làng này thì người thanh niên ở đây không có thất nghiệp mà lại có những cái người khác đến để làm việc. Họ tổ chức cái đời sống lao động ở đây như thế nào? Nếu mà tiếp nhận cả những cái người lao động ở bên ngoài, tôi tìm hiểu thì nó ra như thế này. Họ tổ chức những cái hoạt động về kinh tế mà phi nông nghiệp á, nó cũng rôm rã, nó cũng sôi động, không có kém gì các cái hoạt động nông nghiệp. Đó là điều mà chúng ta nghe ông Bộ trưởng Lê Minh Hoang ông nói trong chương trình talk show V w 1 h là nông thôn của chúng ta muốn cho có một đời sống nâng cao đó là bắt buộc phải xử lý cái nông nhàn và những cái lao động mà không có trực tiếp làm nông nghiệp Do đó, then chốt là ở đây họ tổ chức khá nhiều những cái hoạt động có thể sinh ra và lợi nhuận là những hoạt động phi nông nghiệp và nó có khá nhiều những cái cơ hội việc làm ở đây vì vậy mà đời sống kinh tế ở đây nó mới khá và khi nó khá rồi thì thay vì là tổ chức một cái đời sống mạnh ai nấy sống thì người ta đã nghĩ tới cái cuộc sống cộng đồng và như vậy hậu bất ly câu tức là hubali khu là một cái niềm tự hào của trung quốc là họ đang tổ chức lại cái đời sống ở làng nó có văn hóa nó có tình cảm nó có gắn bó với lại mảnh đất của mình mà vẫn đi lên bằng cái phát triển công nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng kể cả phát triển du lịch nông thôn câu chuyện về hậu bất ly khâu là một ví dụ để chúng ta tham khảo tổ chức cho nông thôn mới của chúng ta Tôi xin được tạm dừng câu chuyện của chúng ta ở đây và xin hẹn các bạn trong 5 phút tiếp theo.